Bản tin Man City Homies ngày 9 tháng 11 hôm nay sẽ xoay quanh hai nội dung quan trọng: lịch thi đấu cuối năm cực nặng của Pep Team và tình hình chấn thương của John Stones. Nào các anh chị em The Citizens, hãy đăng ký kênh, bấm rung chuông, like mạnh các sản phẩm của Man City Homies để cùng chúng tôi bắt đầu nhé. Man City vào lịch thi đấu khủng khiếp cuối năm 2023, 35 ngày, 11 trận. Tối Chủ nhật tới, Manchester City sẽ có trận đấu thuộc vòng 12 Premier League trên sân Stamford Bridge của Chelsea. Sau đó, ngoại hạng Anh nói riêng và các giải bóng đá hàng đầu các câu lạc bộ ở châu Âu nói chung sẽ tạm ngừng để các đội tuyển quốc gia thi đấu loạt FIFA Days tháng 11. Trận đấu diễn ra ngay sau loạt FIFA Days của The Citizen là cuộc đụng độ với Liverpool ở vòng 13 Premier League tối 25 tháng 11 tại Etihad. Tiếp đó, chúng ta sẽ chơi thêm hai trận nữa ở sân nhà, gặp Leipzig ở lượt đấu áp chót vòng bảng Champions League và gặp Tottenham vòng 14 Premier League. Từ ngày 7 tháng 12 đến ngày 14 tháng 12, Pep Team sẽ đá liền một mạch 3 trận sân khách liên tiếp trước Aston Villa, Luton Town và sao đỏ Belgrade. Thầy trò Pep Guardiola sẽ trở lại Etihad đá vòng 17 ngoại hạng Anh gặp Crystal Palace vào ngày 16 tháng 12. Và đây là trận đấu cuối cùng của chúng ta trước khi đến Saudi Arabia tranh giải FIFA Club World Cup. Tại FIFA Club World Cup, The Citizen sẽ đá hai trận cách nhau đúng 48 tiếng. Đầu tiên là bán kết, nếu thắng sẽ vào chung kết, chinh phục chức vô địch thế giới cấp câu lạc bộ lần đầu tiên trong lịch sử. Kết thúc giải đấu ở Saudi Arabia, Manchester City có thêm hai trận đấu nữa trong các ngày cuối cùng của năm 2023 ở Premier League, làm khách trước Everton và tiếp đón Sheffield United tại Etihad. Tạm bỏ qua không tính trận chiến với Chelsea cuối tuần này, thì kể từ sau FIFA Days tháng 11, Pep Team sẽ phải chơi tổng cộng 11 trận ở 3 đấu trường khác nhau trong vòng 35 ngày, tức khoảng 3,2 ngày là quất một trận. Cần lưu ý một chi tiết, đó là để có đủ thời gian tham dự giải FIFA Club World Cup thì một trận đấu Premier League của Manchester City gặp Brentford vòng 18 hôm 23 tháng 12 buộc phải hoãn lại. Tới đây cũng phải thừa nhận, việc Man City bị loại sớm ở Carabao Cup ngay từ vòng 3 bởi Newcastle hồi tháng 9 là một điều tốt. Bởi nếu còn tham chiến ở đấu trường này thì trận tứ kết Carabao Cup của City sẽ diễn ra vào một trong hai ngày, hoặc 21 hoặc 22 tháng 12, chung với lịch thi đấu FIFA Club World Cup. Xin khẳng định luôn với các anh chị em là lịch Carabao Cup không thể hoãn lại được. Trong quá khứ, Liverpool từng rơi vào hoàn cảnh trùng lịch FIFA Club World Cup 2019 với lịch đá tứ kết Carabao Cup và Jurgen Klopp buộc phải đưa ra quyết định. Đội xin đến Qatar tranh giải vô địch thế giới cấp câu lạc bộ, còn đội U23 Liverpool thì đã tứ kết Carabao Cup, kết quả thua Aston Villa 0-5. Thực ra Man City không phải là đội duy nhất phải chơi tới 11 trận trong quãng thời gian từ ngày 25 tháng 11 đến hết năm nay. Những đại diện ngoại hạng Anh ở Cúp châu Âu và vẫn còn chinh chiến ở Carabao Cup cũng có số trận y hệt Pep Team, cụ thể là các đội Liverpool, Newcastle và West Ham. Nhưng The Citizen mệt hơn vì chúng ta phải trải qua những chuyến bay dài giữa Manchester và Jeddah, Saudi Arabia, nơi diễn ra FIFA Club World Cup. Tóm lại, Pep Team là câu lạc bộ nước Anh vất vả nhất trong hơn một tháng cuối năm 2023. Nhưng biết sao được, khi đó là thực tế mà bất kỳ câu lạc bộ xuất sắc nào cũng phải đối mặt trên hành trình chinh phục những đỉnh cao. Chấn thương của John Stones tai hại như thế nào với Man City? Ở trên, chúng ta đã bàn về lịch thi đấu cuối năm siêu nặng của Man City. Và điều đáng nói là ngay trước chuỗi trận mệt quá thân ta này, The Citizen lại phải đối mặt với tin dữ liên quan đến thể trạng của John Stones. Thông thường không có quá nhiều lý do để lo lắng về vấn đề nhân sự của một câu lạc bộ có chiều sâu đặc biệt như Manchester City. Nhưng chấn thương mới nhất của John Stones rõ ràng là một tin xấu đối với Pep Team. Bây giờ chúng tôi đang ở vào tình cảnh đáng lo ngại. Pep Guardiola đã nói như thế vào hôm qua. Chỉ sau vài giờ, ông xác nhận trong cuộc họp báo sau trận thắng Young Boys rằng Stone dính chấn thương cơ bắp và phải nghỉ thi đấu một quãng thời gian dài. Hiện chưa có thông tin chính thức về mức độ chấn thương của Stone, nhưng với những vấn đề liên quan đến cơ bắp thì nhẹ nhất cũng cần phải 2 đến 3 tuần hồi phục. Nếu ca chấn thương của Stone là nhẹ nhất thì dự kiến anh sẽ trở lại vào cuối tháng 11 gặp Leipzig ở Champions League hoặc đầu tháng 12 gặp Tottenham ở Premier League. Pep từng hơn một lần khẳng định tầm quan trọng của Rodri trong 3 thất bại vào cuối tháng 9, đầu tháng 10 của The Citizen mà tiền vệ người Tây Ban Nha vắng mặt vì ăn trao giỏ. Nhưng Boss cũng nhấn mạnh 3 trận thua ấy không chỉ liên quan đến chuyện Rodri buộc phải ngồi ngoài mà còn bởi City cũng không có cả John Stones nữa.
Chính xác thì Stone không thi đấu cho City kể từ sau trận tranh Community Shield gặp Arsenal hôm 6 tháng 8 vì chấn thương lưng. Và anh cũng chỉ trở lại vào đầu tháng 10, đã khoảng 20 phút cuối trong thất bại trước Arsenal tại Emirates. Sở dĩ Pep cho Rodri nghỉ xả hơi trận tiếp Young Boys hôm thứ ba là bởi ông có trong tay Stone. Giai đoạn 2 mùa trước, đa số các trận mùa này mà Stone ra sân, anh đều chơi với vai trò kép, trung vệ, tiền vệ 2-1. Nhưng đó là các trận mà bên cạnh Stone là Rodri. Trước Young Boys, Man City không có Rodri và Stone đã đảm nhiệm vai trò tiền vệ trụ duy nhất khi City ở trạng thái on ball. Chính việc dùng Stone theo cách này đã cho phép tất cả các tiền vệ khác của Manchester City được đẩy lên cao hơn và tạo thành khối 3 người Nunes, Kovacic, Lewis ở phía trên, sát vào trong khu vực 1/3 cuối sân, tạo ra sự linh hoạt, thoán đổi tuyệt vời cho các miếng đánh tấn công của The Citizen. Rõ ràng Pep hoàn toàn thoải mái khi cho Rodri nghỉ đá trận với Young Boys, một sự kiện hiếm hoi, chính là vì Boss có trong tay dồn đá. Ít nhất, trong các trận đấu phía trước của City, Pep không thể áp dụng phương án này nữa bởi Stone đã chấn thương rồi. Phát biểu hôm thứ hai, Guardiola đã lý giải như thế này về việc sử dụng Stone trong vai trò tiền vệ được cho là phát kiến quan trọng nhất giúp Manchester City giành cú ăn 3 mùa trước. Tôi cảm thấy an tâm khi có nhiều cầu thủ ở tuyến giữa, Pep nhấn mạnh. Càng nhiều thì càng tốt và Joe là một cầu thủ có thể mang đến cho tôi sự an tâm lớn nhất khi chuyển hóa thành một tiền vệ. Cậu ấy rất thông minh và có tầm nhìn. Cậu ấy luôn có những pha di chuyển không bóng và chạy chỗ đáng kinh ngạc. Cậu ấy cũng rất giỏi khi có bóng trong chân nữa. Trong quãng thời gian 2 tháng Stone vắng mặt, Guardiola đã sử dụng Manuel Akanji trong vai trò tương tự. Hậu vệ Thụy Sĩ thể hiện khá tốt nhưng không có được sự bình tĩnh, tầm nhìn, chất lượng phát triển bóng và tư duy tìm kiếm khoảng trống như tuyển thủ Anh. Thế nên, không có gì là bất ngờ khi City thể hiện tốt hơn nhiều khi Stone tái xuất trong những tuần gần đây. John đá đã bỏ lỡ 11 trận đầu tiên của mùa giải vì chấn thương và kể từ khi anh đá chính trở lại, Manchester City toàn thắng 100%. Hơn 90 phút đại chiến tại Stamford Bridge tối chủ nhật tới sẽ cho chúng ta một cái nhìn quan trọng về cách Pep tìm đối phó với chuỗi ngày không John Stone. Boss luôn có giải pháp cho mọi vấn đề dù là hóc búa nhất và hy vọng lần này cũng vậy.